Chiều nay, trường Đại học Hạ Long tổ chức tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ tuyển sinh năm 2022. Năm 2021, trường Đại học Hạ Long tuyển sinh 13 ngành đại học, 6 ngành cao đẳng, 4 ngành trung cấp, tăng 2 ngành đại học so với năm 2020, với tổng số 1.820 chỉ tiêu tuyển sinh. Đến nay, đã có 1.947 học sinh, sinh viên trúng tuyển nhập học. Trong đó, kết quả tuyển sinh hệ đại học vượt 36,6%, chủ yếu ở khối ngành du lịch, ngoại ngữ là các ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường. Hai mã ngành mới là giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non cũng đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh. Về chất lượng tuyển sinh, 685 thí sinh có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 21 điểm trở lên, gấp hơn 2 lần so với năm 2020. Đặc biệt có 30 thí sinh đạt từ 26 điểm trở lên. Năm 2022, trường Đại học Hạ Long tiếp tục đảm bảo an toàn trường học phòng chống dịch COVID-19 gắn với nâng cao chất lượng đào tạo là ưu tiên hàng đầu, đẩy mạnh tuyên truyền về các chế độ chính sách ưu đãi vượt trội của tỉnh, khuyến khích sinh viên phấn đấu trong suốt quá trình học tập tại trường, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu doanh nghiệp, phấn đấu tuyển sinh đạt và vượt 1.900 chỉ tiêu được giao.